trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xúc con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lâm tấm thân con. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã con chan chứa dòng lệ thắm, ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn chung kia. Con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Và Chúa đã nghe tiếng tư thế nằm dễ chịu, những người phải tham
tự tử, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được chiêm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Gian chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tin con. Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xô thôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lắp tâm thân tôi. Ôi thân tôi, trong gian chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con. Mắt tôi tràn chứa dòng lệ thắm, ngước trông về Chúa tự nhiên. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi trông cậy nơi Chúa vẫn trung kiên. Trong gian chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con. Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi vẫn luôn thành tín ngợi khen.
xa, ơn người thương tràn hòa sông núi cứu nguy tôi. Ôi thân tôi trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con. Cha phúc tràn hòa.
khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lệ trên thiên chúa chiếu soi chiếu thiên sáng người và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phúc. Ôi lệ trên thiên chúa lắng nghe ngàn lời khấn nguyện, xin khoan hồng tha thứ xóa hết tội lỗi. Ôi lệ trên thiên chúa chiếu soi chiếu thiên sáng người và ban cho các linh hồn được hưởng vinh phúc. Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con thấy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng ngát cuối hè vô cùng. Amen. Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Xin lưu ý cộng đoàn, hôm nay có rất nhiều người xin lễ, cho nên sẽ không rao ý lễ. Quý cha dâng lễ sẽ cầu nguyện theo tất cả các ý của cộng đoàn xin. Giờ đây kính mời cộng đoàn nghe dâng lễ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày mùng 2 tháng 11 hàng năm, giáo hội dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tỏ lòng tri ân đến những người thân yêu của chúng ta đã lìa cõi thế. Dâng thánh lễ hôm nay, giáo hội không chỉ muốn chúng ta sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công, khi cầu thay nguyện giúp cho những người đã khuất sớm được hưởng hạnh phúc cùng các thánh ở bên Chúa, mà còn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng
cuộc sống trần gian chỉ là tạm thời, cuộc sống đời sau mới là vĩnh cửu mà chúng ta cần hướng về đó. Chúng ta cũng xác tín rằng sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Và nếu ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ được chung hưởng vinh quang với Người. Nhưng hạnh phúc và vinh quang ấy hề tại khi chúng ta sống trong những giây phút hiện tại ở đời này. Giờ đây, trong tâm tình tạ ơn và tưởng nhớ những người thân yêu đã qua đời, chúng ta hợp cùng giáo hội Cải Hoàn thành cẩn dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành cùng với những hy sinh của chúng ta, để xin Chúa thương thanh tẩy những lỗi lầm cho các linh hồn còn đang trong thời gian thanh nguyện, để các linh hồn ấy mau được hưởng kiến thánh nhan Chúa. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho quý Đức Cha, quý Cha Sứ, Cha Phó, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cho những người đã đóng góp công sức, tiền của và cả những lời cầu nguyện cho việc xây dựng và phát triển giáo xứ mà nay đã ly trần được Chúa cho hưởng phúc vinh bên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta ngày sau cùng được hưởng hạnh phúc với những người được Chúa tuyển chọn. Với những tâm tình ấy, xin kính mời cộng đoàn đứng hiệp với cha xứ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và quý vị đại diện cộng đoàn, xin dâng lên những nén hương tỏ lòng hiếu kính, tri ân các bậc tiền nhân đã ra đi trước chúng ta. Chúa Cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh
thánh của giáo xứ Thánh Tâm chúng ta, có cha đẻ trên của tu viện Martino, có cha Gioan Khả từ quê phương xa đã trở về đây để cùng với chúng ta hiệp dân thánh lễ này, bởi vì mộ phần của ông bà cố cũng của ngài cũng được gửi gắm nơi lòng đất giáo xứ Thánh Tâm chúng ta. Chúng con cũng ghi nhận sự hiện diện của sơ đệ trên tổng quyền dòng Đa Minh Bà Rịa, quý sơ, quý thầy và rất nhiều người con phương xa của giáo xứ Thánh Tâm chúng ta. Hôm nay vì tình nghĩa cao dày với giáo xứ, vì lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên mà tất cả mọi người chúng ta có mặt nơi đây trong thánh lễ này, để chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu xa nhất mà chính Chúa Giêsu năm xưa đã dâng trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Chúng ta dâng thánh lễ này không chỉ có tâm tình cầu nguyện, nhưng còn có cả một niềm vui. Niềm vui là bởi vì mỗi người chúng ta gặp nhau nơi đây trong cùng một đức tin. Đức tin quy tụ chúng ta, đức tin làm phát sinh niềm hy vọng, và nhất là tin vào Chúa Giêsu Kitô tự làm và phục sinh, đem chúng ta lại với nhau trong thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho các linh hồn. Xin Chúa vì công nghiệp của Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra trên thập giá năm xưa, ban phúc trường sinh cho tất cả những người đã qua đời, đặc biệt quý ông bà cố, quý sơ, quý thầy, quý cha và tất cả những người tín hữu của giáo xứ chúng ta đang an nghỉ tại phần đất thánh của giáo xứ chúng ta. Và rõ ràng mỗi người chúng ta đối diện với sự thánh thiện của Chúa, nhất là mỗi khi chúng ta kêu cầu Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn cần thiết nào đó, nhất là ơn trường sinh, ơn sự sống đời đời, chúng ta phải trở về lòng mình, khiêm tốn nhìn nhận mỗi người chúng ta là tạo vật, là hèn mọn, là bất xứng, để chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta, hầu chúng ta có thể dâng thánh lễ này cầu nguyện cho các linh hồn. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn tông hôi, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu đứng Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã cho Đức Kitô con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Đức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là đấng tạo thành và giải thoát họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Ông Giuđa Maccabê đã quyên góp tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng lễ tạ tội cho những chiến binh đã ngã xuống được giải thoát khỏi tội lỗi, vì ông cho rằng người chết sẽ sống lại. Đó là nội dung bài đọc sau đây. Bài trích sách Maccabê quyển thứ 2. Khi ấy, ông Giuđa Maccabê quyên góp được khoảng 2.000 quen tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực tế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩa đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dâng hy lễ đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là lời Chúa. Amen.
hồn hân hoan cất tiếng chúc khen. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thần thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngoài có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa của họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đứng ngự trên ngai phán: này đây ta đổi mới mọi sự, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa. Nếu thầy có ở đây em con đã không chết, nhưng bây giờ con biết
bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói, em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa, con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán, chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin điều đó không? Cô Martha đáp, thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng vài đến thế gian. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, con xin đặt một câu hỏi với quý cộng đoàn cũng như từng người đang hiện diện nơi đây. Có khi nào quý của ông cụ bà, quý ông bà anh chị em và các con thiếu nhi tự hỏi mình rằng mình bởi đâu mà ra không? Tại sao chúng ta có mặt trên cuộc đời này? Rồi sau khi kết thúc cuộc đời dương gian này, chúng ta đi về đâu? Có lẽ đó là những câu hỏi mà mỗi người chúng ta cần phải suy, cần phải gẫm, cần phải tìm cho bằng được câu trả lời. Và con nhận thấy rằng từ Đông chí Tây, từ cổ sang kim, biết bao nhiêu con người cũng đã cố gắng đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Người thì bảo rằng thế giới vũ trụ bao la này, trong đó có con người sinh ra bởi một sự ngẫu nhiên tình cờ nào đó. Người thì bảo rằng con người của chúng ta là đến từ thượng giới cho một cái cuộc phạt của Thượng Đế. Chúng ta lỗi lầm với Thượng Đế và Thượng Đế đẩy chúng ta xuống cõi dương gian này để đền tội. Nực cười hơn nữa, có người còn bảo rằng con người bởi khỉ mà ra kìa. Có rất nhiều câu trả lời cho cùng một vấn đề. Còn con thì con nghĩ rằng trí khôn con người của chúng ta không thể nào tìm ra một câu trả lời mà có thể đáp ứng được, có thể thỏa mãn được tất cả mọi người trên dương gian này. Vậy thì chúng ta là những người có đức tin, chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúng ta là những người tin vào một Thiên Chúa duy nhất là Cha toàn năng, đấng tạo dựng trời đất muôn vật. Chúng ta phải trả lời làm sao cho những người muốn tìm kiếm những câu trả lời này. Con xin trở về với cuộc sống thực tại của mình để từ từ chúng ta đi tìm một câu trả lời. Cách đây khoảng 4 năm, con có trong khi con làm một vụ gia đình cho một chị bà mẹ đơn thân nọ, thì chị có nói với con rằng, thưa cha, khi con của con lên 3 tuổi thì chồng con bị tai nạn lao động và qua đời. Đứa con của con nó gắn bó với bố đến độ mà mỗi khi bố trở về nhà từ công trường hay là từ những nơi làm việc thì nó đeo bố của nó hơn cả đeo của con nữa. Đến tối mà không có bố nó không chịu ngủ. Ăn mà bố nó không đút, nó không chịu ăn. Và mỗi khi nó hư, con bảo nó có làm vậy bố buồn đó, thì nó không làm nữa. Và rồi vì như vậy nên chị ấy cảm thương con quá sức mà muốn giấu con của mình, một đứa con lên 3 còn thơ dài về cái chết tang thương của người bố. Chị nói với con của chị rằng bố con đi làm đó, một ngày nào đó bố con sẽ về. Nếu mà con ngoan, bố sẽ về và thưởng cho con. Nếu mà con ngủ ngoan, con không quấy mẹ để mẹ ngày mai mẹ còn đi làm, bố ở xa, bố cũng thấy con và bố cũng vui. Và khi con làm điều gì đó xấu dù bố không thấy, nhưng mà mẹ tin chắc rằng bố con cũng rất là buồn. Đứa trẻ ngây thơ chẳng biết gì, vẫn tin rằng một ngày nào đó nó sẽ gặp được lại người cha của nó. Còn về phần đứa trẻ thì khi mà nó lên lớp 1, lớp 5, lên cấp 1 thì các bạn của nó mới bảo rằng mày là con không cha. Bởi vì từ hồi 3 tuổi tới 10 tuổi 7 năm rồi mà bọn ta không thấy bố của mày đâu cả. Đứa bé tủi thân về nói với mẹ, nhưng mà mẹ nó bảo rằng nó luôn nghĩ rằng nó có một người cha.
và người cha đó luôn yêu thương nó. Người cha đó một ngày nào đó sẽ trở về để cho nó được đó bố. Và mỗi khi nó làm gì, nó bảo con ăn cái cơm này thôi, con ăn 2/3 thôi, con để dành cho bố 1/1. Con làm cái này để cho bố vui, con học giỏi để đến ngày bố về, con đưa cho bố tấm bằng khen của con. Câu chuyện này chưa có hồi kết thúc, bởi vì đứa bé ấy vẫn chưa biết được sự thật về cái chết của cha mình. Con mượn câu chuyện đời thường này để thưa với quý ông bà và anh chị em, rõ ràng chúng ta cũng có một người cha. Dù người cha đó là một người cha hữu hình, dù người cha đó là một người cha chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thịt, bằng xác phàm, nhưng mà chúng ta tin rằng chúng ta có một người cha. Vậy thì bởi đâu mà chúng ta có thể nói với nhau rằng chúng ta có một người cha như vậy? Con xin trả lời đó là ngang qua mặc khải của Chúa Giêsu, chúng ta biết chúng ta có một người cha. Vậy thì Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết chúng ta có một người cha nghĩa là chúng ta có một nguồn gốc, chúng ta đến từ cha của chúng ta. Người cha đó đấng ngự trên trời, người cha đó luôn luôn yêu thương chúng ta, và người cha đó làm tất cả mọi sự vì yêu thương chúng ta. Rồi về phần chúng ta cũng thấy rằng như một đứa trẻ được yêu thương, được cưu mang, được dạy dỗ bởi cha mẹ của mình, mỗi người chúng ta cũng phải có một ý thức tâm sâu trong tâm hồn của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, để từng lời nói, từng suy nghĩ, từng việc làm, chúng ta hãy tỏ cho mọi người biết chúng ta có một người cha trên trời. Và Chúa Giêsu không chỉ dừng lại nơi đó, mà trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu trả lời với chúng ta rằng kết thúc cuộc sống ở cõi dương gian này, chúng ta có một cõi đi về, chúng ta có một cuộc sống mới, chúng ta có một cuộc sống không bao giờ tàn phai, không bao giờ cùng. Cuộc sống ấy chúng ta chỉ có thể có được ngang qua cái chết của mỗi người chúng ta. Câu chuyện hai chị em Martha và Maria than phiền với Chúa Giêsu rằng: lạy thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con đâu có chết. Câu này mang ý trách rằng thầy không yêu thương chúng con. Tại sao lúc chúng con đau khổ, lúc chúng con bất hạnh, lúc đứa em trai duy nhất của con chết thì thầy ở đâu? Tại sao thầy không có mặt? Đó là vấn đề, đó là thực tại của cuộc sống. Có lẽ chúng ta cũng hơn không hơn gì cô Martha trong tin mừng này. Con cũng gặp rất nhiều người nói với con rằng: thưa cha, có những lúc con còn không muốn tin vào Chúa nữa, tức là những khi con bị đau khổ, bị thử thách, bị bỏ rơi, bị ngược đãi, lắm lúc con bảo Chúa ở đâu, có Chúa hay không? Cuộc sống dương gian này kết thúc rồi, đi về đâu? Nếu bây giờ con chấp nhận đau khổ, con làm tất cả mọi chuyện vì Chúa, thì con có một tương lai, có một cuộc sống đời đời thật không cha? Đó là những câu hỏi mà chúng ta thấy thực tế đau khổ, thực tế những cái cuộc hoàn cảnh của cuộc sống khó khăn đưa đến cho chúng ta những câu hỏi như vậy. Nhưng mà chúng ta một niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, đã phục sinh, đã về trời, đó là điều quan trọng. Chúa Giêsu đã đến trần gian này như người, như chúng ta, như loài người chúng ta mọi đời. Và rồi Chúa Giêsu khi kết thúc ở cuộc sống dương gian này, Chúa cũng đã về trời. Đó là niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Đức tin khơi lên niềm hy vọng, và niềm hy vọng củng cố đức tin của chúng ta. Chúng ta tin bởi vì chúng ta có niềm hy vọng, và chúng ta có hy vọng bởi vì chúng ta dám tin rằng Chúa chúng ta sẽ trở lại đưa chúng ta vào trong vinh quang nước của Ngài. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay quý cha, quý thầy, quý sơ và rất nhiều người con phương xa của giáo xứ Thánh Tâm này trở về đây hiện diện cùng với cộng đoàn để dâng thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người đã qua đời. Bởi vì chúng ta tin vào sự sống đời sau, bởi vì chúng ta hy vọng rằng sau cuộc sống dương gian này, sau cái chết này, chúng ta sẽ được trở về nhà cha của chúng ta ở trên trời, nơi đó tràn ngập niềm vui, niềm bình an, niềm hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Phần mỗi người chúng ta khi cầu nguyện cho các linh hồn ngày hôm nay, chúng ta cũng nhắc nhở nhau rằng một phần của mỗi người chúng ta không chỉ cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta, mà chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho chính chúng ta.
Xin Chúa ban ơn đức tin cho chúng ta để chúng ta dám tin xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Thầy, là Chúa, đã chết, đã sống lại, đã lên trời. Chúng ta xin Chúa ban ơn đức tin cho chúng ta để chúng ta tin rằng tất cả những việc lành phúc đức, những việc bác ái chúng ta làm ngày hôm nay, những lời cầu nguyện, những việc xin lễ dành cho chắc chắn Chúa sẽ ban phần thưởng nước trời cho các linh hồn, nhất là những linh hồn đang còn trong nơi luyện tội. Và khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta biết ý thức cuộc sống này là một cuộc sống dù có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là một cuộc sống tạm thời. Kết quả của cuộc sống mai sau hoàn toàn hệ thuộc ở cuộc sống hiện tại của chúng ta trong lúc này. Vậy nên hai tâm tình chúng ta cần có trong thánh lễ này, đó là cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và tất cả những người đã qua đời, đồng thời cũng cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta để chúng ta có được đức tin hầu trong những khó khăn, những gian nan, những thử thách chúng ta biết đón nhận với một lòng yêu mến, nhất là chúng ta đón nhận những đau khổ, những trái lý, những khó khăn của cuộc đời với một ý nguyện là kết hiệp với mầu nhiệm thập giá của Chúa, để rồi ngang qua đau khổ chúng ta sẽ có được vinh quang, ngang qua cái chết chúng ta sẽ có được sự sống đời đời, và ngang qua cuộc sống tạm thời này chúng ta sẽ có một cuộc sống vĩnh cửu mai sau trong Thiên Chúa. Chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho tất cả những người thân yêu của chúng ta. Amen. Xin kính mời cộng đoàn đứng dâng lời nguyện tín hiếu. Đoàn phục vụ rất thân mến, trong mầu nhiệm các thánh cùng công công, Hội Thánh kêu mời chúng ta từ sự sống. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn chiêu cả niềm tin vào sự sống lại bằng cuộc sống từ bỏ, thanh thoát với của cái trần gian và dân thân phục vụ nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Xin cho linh hồn quy Đức Cha, quy Cha, quy Tu Sĩ, quy ân nhân và những người đã đóng góp cho việc xây dựng đức tin của cộng đoàn giáo xứ chúng ta, được Chúa thương công bội hậu trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ công nghiệp Con Chúa chịu tử hình thập giá mà nhân loại được ơn giao hòa, xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm cho tổ tiên, ông bà cha mẹ, thân nhân, ân nhân và những bằng hữu của chúng ta, để các ngài được mau hưởng vinh phúc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói, Thầy ra đi dọn chỗ cho anh em. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn biết hướng lòng về cõi phúc đời đời, để không ngừng canh tân đời sống mà vươn tới đỉnh chốn lành. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã hiến ban con một là Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng con. Xin rộng thương tha thứ và đón nhận mọi anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Oh,
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ ơi thay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng bàn thế hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho những người thuộc về Đức Kitô mà nay đã qua đời. Nhờ lễ tế vô song này, xin giải thoát họ khỏi tử thần giam hãm và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con. Để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chung tùng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ đi nộm vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là hầu nhiên đứng bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cứu
xưng cho chúng con được xưng đang hầu cận chư tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mình, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa thương ban phần phúc nước trời cho quý đức cha, quý cha, quý thầy, quý ông bà và anh chị em tín hữu thuộc giáo xứ Thánh Tâm đã qua đời. Và chúng con cũng hiệp với các gia đình cầu nguyện cho các linh hồn mà các gia đình đã xin lễ hôm nay. Xin Chúa thương ban cho các ngài phúc trường sinh vĩnh cửu trên nước trời. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bản quý thuộc chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứ thế và theo thể thương người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, lương Cha chỉ đến, ý Cha về điểm dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho khỏi mọi sự dữ, xin đoán thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoán thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Chị em cùng với các con chung đi hãy chúc bình an cho nhau. Yeah.
đây xin tin Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin quyên chủ chúng ta sắp xếp các điểm để quý cha quý thượng các viên đến cho cộng đoàn quý lễ, và anh chị giáo lý viên sắp xếp để cha chúc lành cho các cháu chưa được làm trước lễ lần này. Con thương con tâm tình.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Từ bi nhân hậu thương đến anh chị em tín hữu đã qua đời, nhờ bí tích thánh tẩy Chúa đã ban cho chúng con phúc làm con Chúa, xin cúng cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cùng đoàn chúng ta đọc một kinh lạy Cha, một kinh tin kính và viếng nghĩa đất thánh, cũng như xưng tội đức lễ và cầu nguyện theo ý Giáo Hoàng để chúng ta hướng đông toàn sáng chỉ cho các việc hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nhưng Chúa Trời là Cha khen thắng vô hồn dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng hơn anh canh mong đợi hưởng đông.
anh chị em. Ta ở cùng cha. Thiên Chúa là nguồn mọi sự an vui, đã lấy lòng nhân từ con ta mà tao dựng con người và cho các tín hữu được hy vọng sống lại trong sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài ban phước lành cho anh chị em. Xin Chúa ban cho chúng ta là những người còn sống được ơn tha tội và cho mọi người đã qua đời được vào nơi đầy ánh sáng và bình an. Chúng ta tin rằng Đức Kitô đã sống lại từ trong kẻ chết, xin cho tất cả chúng ta được sống hạnh phúc với người đến muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Xin cộng đoàn vui lòng chúng ta gom ghế lại. Và xin thông báo cộng đoàn chiều ngày mai thánh lễ 6 giờ giáo xứ chúng ta không có cộng đoàn đi tham dự thánh lễ kính thánh Martin trong đền thánh Martin. Và ở phía trên